Hướng đến những người dùng có nhu cầu chụp ảnh, quay phim và giải trí cao, V19 có hai camera trước với camera chính 32 megapixel và camera góc siêu rộng 8 megapixel, camera selfie góc rộng thứ hai với góc nhìn 105 độ. Chế độ AI giúp xử lý hình ảnh đầy tính nghệ thuật và thú vị. Bộ đôi camera trước còn sở hữu tính năng video selfie siêu chống rung, giúp thước phim quay mượt hơn, mang đến cho bạn trải nghiệm ảnh với hiệu ứng ánh sáng chuyên nghiệp. Ở mặt sau, V19 trang bị 4 camera AI, bao gồm camera chính 48 megapixel, camera góc siêu rộng 8 megapixel, camera siêu cận 2 megapixel và camera xóa phòng 2 megapixel. Bên cạnh tính năng video siêu chống rung giúp mượt hơn và hàng loạt công nghệ AI khác, V19 cho thấy tính thời thượng với màn hình nốt ruồi kép, tái hiện màu sắc sống động và đậm chất điện ảnh, màn hình tùy theo môi trường và lớp lọc hiệu quả tốt hơn cho mắt người dùng. Bên cạnh khả năng chụp ảnh và thiết kế, Vivo V19 còn được trang bị pin dung lượng 4500mAh và đi kèm công nghệ sạc siêu tốc với công suất 33W. V19 được trang bị vi xử lý Qualcomm Snapdragon 712 8 nhân, RAM 8GB và bộ nhớ 128GB. Vivo V19 hiện đã được bán với giá chính thức trên thị trường từ ngày 25 tháng 4 với mức giá 8.990.000 đồng.